Chào mừng tất cả anh em, các các chú đã quay trở lại với kênh YouTube của em Di Đồng Hồ. Ở à, video trước thì em có lên cho anh em hai cái box sản phẩm của Citizen thì anh em cũng hỏi em rất là nhiều về những cái màu mặt khác của Citizen. Thiếu nay thì trong kho em trên kệ sản phẩm thì em có hai cái mẫu cũng muốn nên muốn lên và giao lưu anh em với hai cái chiếc này. À, đối với hai cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì cũng là hai cái mã sản phẩm dây da cao cấp, dòng máy đời cao của Citizen anh em nhé. Máy rất đẹp, mặt rất thon luôn. Đầu tiên thì em có ở trên đây là một chiếc Citizen và em sẽ đọc mã cho anh em cũng như là công khai giá Mã của chiếc này là NP1010-01N thì mức giá của chiếc này thì giao lưu cho anh em rất là rẻ thôi Chỉ có 5 triệu 300 nghìn một phiên bản hàng mới Nhật nội địa made in Japan Chiếc này thì em này thì giao lưu cho anh em mức giá là 5 triệu ba thì anh em lên tay rất là vừa Chiếc này thì thầy giáo rồi là anh em trung tuổi, các bác các chú hay là các bạn trẻ thì đều có thể chơi được với cái màu mặt này và một, một, màu mặt nó đại trà và phổ thông ở trên thị trường màu mặt xanh blue xanh biển sâu cho anh em chơi à, chúng ta sẽ có cái dòng chữ đó là make in japan ở dưới góc hướng 6 giờ và sẽ có cái số seri number của máy là 4197 caliber đầu 4 à, ngoài ra thì trước này thì nó sẽ có thiết kế là 4 kim với kim giờ kim phút là kim chủ đạo và chúng ta sẽ có một cái vòng tròn đồng tâm giờ GMT ở góc hướng 9 giờ ngoài ra thì sẽ có là cái phần kim dây được đặt ở góc hướng 5 giờ đây cho anh em nhé và một cái điểm nổi bật ở trên cái chiếc này thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có nộ cơ ở góc hướng bài giờ nộ cái vòng tròn open hood, là chúng ta sẽ có thể chiêm ngưỡng được cái bộ máy của chiếc này hoạt động ở bên trong như thế nào. Logo Citizen góc hướng 12 giờ này, một mức giá chỉ có 5 triệu 300 nghìn cho anh em một phiên bản hàng nhật nội địa chơi rất là đẹp và chiếc này thì sẽ có là kính sapphire anh em nhé. À, với 5 triệu ba thì anh em có kính sapphire này với cái chức năng đó là nên dây có tay này hacking uh, nên có tự động và chúng ta chưa có cái chức năng đó là hacking stop dừng kim dây khi chỉnh giờ cho anh em uh, với cái thiết kế sai mặt 40 thì sản phẩm này thì chúng ta sẽ nên cổ tay cho em duy đâu đó khoảng độ tầm 10 năm 15 cm uh, vòng tròn cổ tay của anh em khoảng độ tầm 15 cm hoặc là 16 nên tay rất là đẹp và rất là trẻ với cái màu mặt này uh, máy rất là bền anh em nhé caliber 4197 hàng máy miyota nội địa Nhật sản xuất cỗ máy in house của hãng sản xuất và nó ra tại nhật luôn nên là anh em cứ yên tâm mà sử dụng thôi Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán anh em phải kiểm tra hàng đúng mã mẫu đúng mẫu mã đúng sản phẩm đúng chất lượng thì anh em thanh toán cho bên em duy và bên em khi mà anh em đặt hàng thì sẽ không cần phải cọc bất cứ một đồng nào anh em nhé mà anh em chỉ cần là gửi cho em cái địa chỉ này và số điện thoại thì em sẽ gửi hàng đi cho anh em và ngoài ra thì anh em nào mà ở hà nội thì có thể là À, đến giao lưu với em duy cốc cà phê à, tại địa chỉ là ngõ 168 nguyễn xiển thanh xuân hà nội à, để em sẽ gửi tới cho anh em một số những cái mẫu khác của oren oren Star hay là của seco để cho anh em có thể lên tay à, mặt dial của chiếc này thì với mặt dial thì sẽ có thiết kế là mặt dial hai nào nằm trong thì sẽ có là thiết kế mặt trơn và nòng ngoài thì sẽ có là những cái vòng tròn nó chạy ở xung quanh cái phần mặt đây cho anh em rất là đẹp benzen của chiếc này thì sẽ có thiết kế đó là benzen đánh bóng và phần càng cũng có thiết kế đánh bóng luôn cho anh em nhé rất là đẹp luôn phần núm vạn này núm vạn thì rất là mượt nên cốt rất là êm bố vang thì của chiếc này thì sẽ có là bố vang nạp cốt hai chiều chúng ta sẽ có là cái bố vang thiết kế rất là đẹp với những cái đường thanh nó được nối lại với nhau và ngoài cái viền của bố vang thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế chi tiết là uh, phay xước và cùng với đó là những cái miếng băng nó bắt sáng khá là tốt nhìn từ xa cũng đúng như là những cái phần miếng băm kim cương luôn anh em ạ, rất là đẹp. À, vân thớ thì sẽ được trang bị ở trên cái mặt đáy, à, chúng ta sẽ có Caliber 4197 2121 chân kính 2160 tần số dao gia động. Giao đưa anh em chiếc này mức giá là 5 triệu, chữ cốt của chiếc này 40 giờ. À, Caliber 4197 này stainless steel chúng ta nó không gì, Citizen watch này chống nước của chiếc này là 100 mét made in Japan, số serial number của chiếc này là 2N205045 anh em nhé. À, kính sapphire này, uh, caliber 4197 cho anh em uh, Chữ bốn 40 giờ chơi dòng này rất là thoải mái Ngoài ra thì dây thì sẽ được trang bị đó là dây da vò dập vân cá sấu uh, Có màu đen, uh, rất là đẹp và rất là khỏe cho anh em Dây thì sẽ là dây mới, hàng thì em vẫn còn nguyên Siêu uh, hộp số thẻ em vẫn còn nguyên để cho anh em chơi uh, Khóa thì sẽ được trang bị đó là khóa bướm chống gập gãy dây của Citizen uh, Với cái dây này thì khi mà anh em nhận hàng nhé, anh em đeo thì... Uh, lúc đầu thì nó hơi cứng nhưng mà về sau thì nó sẽ mềm ra mềm ra và bắt đầu là nó sẽ ôm tay hơn nó sai mặt 40 rất là nhỏ gọn 10 sai tay 15 này anh em đã có thể nên tận nên tay đẹp với chiếc này rồi Đó. mức giá chỉ có 5 triệu 300 nghìn anh em nhé 5 triệu 300 nghìn và một siêu phẩm tiếp theo uh, siêu phẩm mã là NB1045 gạch 16 v kép chiếc này thì em lên rất là nhiều lần rồi uh, mặt của chiếc này là mặt màu nâu sô đó, màu nâu rất là đẹp có chảy tia với những cái phần chi tiết ở trên cái phần mặt chúng ta sẽ có là được thiết kế đó là đánh bóng mạ một cái tông màu vàng hồng đó chi tiết cực kỳ đẹp và nổi khối ở trên cái phần mặt với 12 bộ cọc số thì sẽ có thiết kế đó, đó là bộ cọc số nổi cho anh em thiết kế ba kim một nịch với cái ô nịch ngài ở góc hướng 3 giờ đây đó và kim giờ kim phút là sẽ có thiết kế bộ kim đao phin được vút cạnh hai bên và có tông màu vàng hồng kim dây thanh mảnh cho anh em Chiếc này thì uh, duy nhất là chúng ta sẽ có một cái uh, mức giá Ở đây thì em có là mức giá là 6 triệu 800 nghìn cho một phiên bản hàng mới uh, Anh em trong phân khúc giá này không bao giờ tìm được một con đầu máy nào Series Ca, Canaver đầu 9 đâu anh em nhé Không bao giờ có một cái cụ máy nào nó khủng như chiếc này Và mặt nó lại đẹp như thế này trong tầm giá đâu đó Còn độ tầm 6 triệu 8 cho tới 7 triệu Thật sự là rất là khó tìm hàng mới cho anh em, kính sapphire máy đời cao máy Miyota 9011 cho anh em với 24 chân kính, 28.800 tần số dao động và check code tối đa của chiếc này là 40 giờ anh em nhé Đó, một cái tần số dao động rất là cao, kính sapphire này mặt nâu socuna. Một cái điểm cộng của chiếc này là với cái tần số dao động thì cái phần kim dây trôi rất là mượt luôn. Và em sẽ nên, t nên có tay thử cho anh em này. Với cái đầu máy Caniber thì 9011 thì uh, chúng ta sẽ có một số nó sẽ ngánh sánh ngang với một số những cái dòng của Thụy Sĩ như là IT2824 hay là đối với những cái dòng 6R15 hay là thậm chí là hơn những cái dòng 6R15 của Seiko anh em nhé mà những cái dòng đấy thì anh em biết rồi mức giá rất là cao đối với những cái dòng Thụy Sĩ mà 6 triệu 8 thì anh em chỉ mua được hàng nữa thôi mà một con hàng mới không bao giờ anh em mua được đó và đối với Citizen thì chúng ta lại khác có một cái cỗ máy canber đầu 9011 À, một cái cỗ máy siêu khủng với tần số dao động cao. Ngoài ra thì sẽ được trang bị đầy đủ option cho anh em nên có tay thì nên có tự động hacking stop dừng kim giây khi chỉnh giờ và thiết kế đơn giản dễ nhìn ba kim một lệch cho anh em chơi. Đó. À, mặt đáy của chiếc này thì sẽ có đó là mặt đáy hở với bố vang của Citizen. À, và ngoài ra thì cái phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có thiết kế theo những cái dạng miếng bam như thế này, nó nổi à, nó khá là nổi nên ở trên cái phần mặt đáy À, với cái chức năng của chiếc này thì nó sẽ giảm thiểu cái phần khi mà anh em để lên mặt bàn ấy, nó sẽ giảm thiểu đi cái phần vết xước ở cái phần mặt đáy à, bởi những cái miếng bom này, nó là cái kệ cho anh em. Khi mà anh em để lên cái phần mặt bàn ấy, nó có một cái khoảng cách à, với cái mặt bàn nó không phải tiếp xúc trực tiếp với cái mặt mặt đáy so với cái bề mặt mà anh em đặt đồng hồ lên, từ đấy thì cái phần mặt đáy thì nó sẽ được bảo quản tốt hơn. À, với caliber đầu 9 thì chúng ta sẽ có là 24 chân kính 28.800 tần số dao động và check tối đa 40 giờ caliber 9011 citizen quark này stainless steel không gì chống nước của chiếc này là 100 m made in japan số seri number của chiếc này là 621020251. kính sapphire đầy đủ cho các bác caliber 9011 dây thì sẽ được trang bị một bộ dây da dây da rất là mềm luôn dây da này thì anh em đeo một phát là nó ôm tay luôn dây da cực kỳ mềm và đối với những cái nỗ ở trên dây da thì chúng ta sẽ có là những cái nỗ này thì nó chưa có cái tình trạng đó là sử dụng nên là vẫn còn nguyên zin và khóa thì sẽ được trang bị một bộ khóa bướm chống gập gãy rơi và ở bên trên chúng ta sẽ có logo của Citizen à, mã của chiếc này là NB 1045 gạch 16 v thì anh em nào quan tâm đến chiếc này mức giá chỉ có 6 triệu 8 thôi nhá một phiên bản hàng mới nên là anh em cứ yên tâm mà chơi và sử dụng hàng thì vẫn sẽ cam kết cho anh em đó là hàng chuẩn mới nhật nội địa Ai, bao anh em check hãng toàn quốc luôn và anh em nào quan tâm đến một trong hai mẫu này ngày hôm nay thì có thể là liên hệ sớm qua cho em duy để có thể đặt hàng anh em nhé cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo